Anh chàng Chúa Kitô. Ta nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Magdalena và bà Maria khác đến thăm mộ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì thiên thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên đó. Mặt người sáng như chớp và áo người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng thiên thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: Các bà đừng sợ, ta biết các bà tìm Chúa Giêsu người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã sống lại như lời người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đặt người và đi ngay. Bảo các môn đệ người rằng người đã sống lại và kìa người đến xứ Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ gặp người. Đây ta đã báo trước cho các bà hay. Hai bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: Chào các bà liền lại gần ôm chân người và phục lại. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay tôi giảng bằng tiếng Anh trước cho các em, sợ các em nghe bài giảng tiếng Việt các em chảy mạng mất. Dear friends, today's gospel tells us the women who were the first witnesses of the resurrection. Jesus goes into the kingdom of death and brings to that dark place the light of God. And more to the point, He bring the power of God, and with this power, He break the hold that death has over us. In the language of the church fathers, Jesus has tied up and defeated the devil, thereby freeing us from the one who held us for ransom. Though the resurrection of Jesus is the declaration of victory over this terrible power. In all of the gospel accounts, mention is made of the hailstone rolled across the entrance of Jesus' tomb. This seemed to stand for the awful finality of death, the irreversible defecticity of it. It seemed to be that power that can never be counter or gainsaid. But in Jesus' victory, that stone is effortlessly rolled away. The power that has held us ransom has been overthrown. The dark cloud that has brooded over our lives, turning us in on ourselves, and outward in violence, has been removed.
With Paul, we can mock the former law of the world. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Why, in the letter to the Corinthians, St. Paul said that if Christ has not been raised, your faith is in vain. Because faith in the resurrection of Jesus is the basis of our hope of eternal life. A hope which enables us to bear patiently the trials of life. Therefore, there is a quiet joy among us and a deep sense of peace because we know that life is stronger than death. Love is stronger than fear. And hope is stronger than despair. And with the poetic language of Emily Dickinson, she put it like this: has this one day not been, or could it see to be? How smitten, how superless were every other day. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đêm nay chúng ta hân hoan mừng ngày Đức Kitô phục sinh. Ngài phục sinh sau khi chịu khổ nạn, chịu chết trên thập tự và mai táng trong mộ. Nhưng bầu khí chung quanh chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu nào cho chúng ta thấy cái màu tang đang bao trùm thế giới vì dịch cúm virus Vũ Hán sẽ sớm được cất đi. Và thế giới cũng chưa cảm thấy rằng sẽ vượt qua được bóng đêm của dịch bệnh để thấy ánh sáng của ngày phục sinh. Nhưng chính vì vậy mà lễ vọng phục sinh hôm nay càng thêm ý nghĩa. Vì đó là cuộc vượt qua cõi chết để đến sự sống mới của Đức Kitô. Ngài đã chết và đã sống lại. Đó là một biến cố vĩ đại làm nền tảng cho niềm tin của chúng ta. Như Thánh Phaolô đã xác tín, nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Tin vào Chúa phục sinh là cả một chặng đường dài trong cuộc sống. Nói đến tin là nói đến yêu, hay trái lại cũng thế. Đó là cặp song đôi trong đời sống Kitô hữu. Nhờ lòng mến sâu xa mà Maria Magdalena đã khám phá ra ngôi mộ trống trước tiên và là người đầu tiên được gặp chính đấng phục sinh ở ngoài ngôi mộ, ngoài sự đau xót cho một quá khứ đã qua, ở ngoài sự bám víu vào một cách thế hay một hình thức cố định nào đó. Tin mừng chúng ta vừa nghe không muốn phác họa một cuộc đi ra khỏi mộ của Chúa như một cảnh tượng đắc thắng, nhưng nhấn mạnh rằng chỉ ai tin mới thấy Chúa Giêsu phục sinh. Hai bà Maria đi tìm người thì thấy người, còn những lính tráng và lãnh tụ tôn giáo không tìm người thì chứ chẳng hiểu gì cả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đức tin là sự phối hợp nhịp nhàng của con tim và lý trí dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy mà qua dấu chỉ hữu hình, người ta nhận ra một thực tại vô hình. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự hoảng hốt hay thất vọng trước những thất bại và đổ vỡ trong cuộc đời. Nhất là chúng ta cần có lòng tin là Chúa đang ở bên cạnh chúng ta và sẽ giúp chúng ta vượt qua bóng tối sự chết để thấy ánh sáng phục sinh trong một thế giới đổi mới. Vì thế là Kitô hữu, chúng ta cần tu tập cho mình một cái nhìn đức tin để luôn sống bình an và lạc quan trong mọi tình cảnh. Tuy nhiên, chính tình yêu mến Chúa mới dạy cho con người ta có cái nhìn đức tin. Chính tình yêu mới làm cho ta thấy những điều mà người khác không thấy, hiểu được điều mà người khác không hiểu.
Thí dụ cùng đọc kinh, cùng tham dự thánh lễ, nhưng sự thấu hiểu và cảm nhận về Chúa với nhiều mức độ khác nhau do cái tình mến của chúng ta đối với Chúa khác nhau. Có những người cũng chẳng cảm thấy gì cho dù đi bao nhiêu lễ. Cuộc sống khác đi chỉ khi nào tâm hồn chúng ta đầy tràn lòng tin và lòng mến Chúa. Bản thân chúng ta chỉ nhận ra bóng dáng của Chúa Giêsu phục sinh và trở nên nhân chứng của Chúa khi nào trái tim chúng ta biết rung động sâu xa trước tình yêu Chúa trong cuộc đời mình. Yêu mến Chúa đó là một ân sủng, nhưng phải bắt đầu từ sự khao khát mãnh liệt nơi lòng mình, nơi trái tim mình. Các người phụ nữ đã trở nên những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Họ đã thấy ngôi mộ trống, hơn nữa họ còn gặp được đấng sống lại. Giáo hội hôm nay cũng cần những người có kinh nghiệm gặp Chúa để loan báo tin mừng và giúp người khác gặp Chúa. Do đó mà lúc nào giáo hội cũng cần những Maria cháy bỏng một tình yêu. Ước gì bản thân chúng ta được Chúa đổi mới từ lễ phục sinh hôm nay, qua việc cảm thấy mình siêng năng và sốt sắng hơn trong thánh lễ, trong cầu nguyện, trong các việc đạo đức, trong việc lành bác ái, trong sự dấn thân phục vụ, vân vân. Và nhất là biết nhìn mọi sự bằng đôi mắt đức tin, để thấy Chúa đang hiện diện ở mọi nơi, trong mọi người, qua mọi sự. Với cái nhìn đức tin như vậy, chúng ta mới hân hoan ca vang khúc khải hoàn, vì Chúa đã sống lại thật ngay trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.